Nasequin, Secunum 2,5% thuộc nhóm Cephalosporin thế hệ thứ tư, dạng dung dịch tiêm với nhiều hoạt tính độc đáo, dễ dung nạp, thời gian đào thải nhanh, an toàn thực phẩm đối với thú cho sữa và thịt. Cấu tạo phân tử Secunum có đặc tính dễ phân tán trong cơ thể thú và dễ dàng thấm qua màng tế bào vi khuẩn, do đó đem lại hiệu quả điều trị tức thời sau khi tiêm. Không những thế, công nghệ sản xuất độc đáo nano bọc đã tạo ra các hạt kháng sinh có kích thước vô cùng nhỏ bé, chỉ vài chục nanomet. Đồng thời, từng hạt kháng sinh được bọc lại bởi một lớp vỏ làm cho chúng không bị dính vào nhau, từ đó khuếch tán nhanh chóng khỏi vị trí tiêm đến các mô và cơ quan đang có viêm nhiễm.